quê về đánh thăm làng chùa quê mẹ và làng sơn quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đến mẹ nghèo, đi sắp một đời mới về thăm quê hương, gặp lại tiếng thôi mẹ ôi dịp vai, gặp lại dòng trầm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lại tuổi xuân đi nghe hát ở đỏ đưa Hồ Chí Minh. Người về thăm quê mang theo bao kỷ niệm Hồ Chí Minh, người để lại quê hương nỗi nhớ không ngoài, đi giữa ân tình giữa bát ngát hương xe, một ngày đi xa là ngàn ngày mong đợi, bao ngàn năm không quên, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương cánh vọng đưa rũ tiếng ngọt ngào, đi khắp phương trời mới được thăm quê hương, gặp lại sắc hoa của màu cờ đó, gặp lại tình người trong trang thơ nguyện du, gặp lại vị quê trong hương cố mơ mùa thu. Hồ Chí Minh, người là quê hương như sâu lam trắng cả. Hồ Chí Minh, người là mùa hoa sen tỏa ngát hương đời. Đến thăm làng chùa quê mẹ và làng sơn quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất mẹ nghèo, đi suốt cuộc đời mới được thăm quê hương, gặp lại tiếng thôi mẹ ngồi dịp vai, gặp lại dòng trăm đêm trăng cha đọc thơ, gặp lại tuổi xuân đi nghe hát ở đỏ đưa. Hồ Chí Minh, người là quê hương như sông lam trắng cả. Hồ Chí Minh, người để lại quê hương nỗi nhớ không ngoài. Hồ Chí là quê hương như sông lam trắng cả. Hồ Chí Minh, người là mùa hoa sen tỏa ngát hương đời. Kính mời quý vị đến với màn hát múa 4.000 năm rực rỡ gấm hoa, nhạc và lời Lê Quang. Xin trân trọng kính mời đội nghệ thuật đến với ca khúc 4.000 năm rực rỡ gấm hoa. Bầu trời tổ quốc bên yêu ơi,
vang tiếng ca xóa tan những đêm dài u tối. Dòng bom đong vẫn trong tim mang theo bao ước muốn dâng đời. Mặt trời sẽ lên đàn chim hót vang cho tôi yêu. Chào mừng lễ đón nhận bằng di tích lịch sử đền đệ nhất xin được kết thúc. Một lần nữa thay lời anh chị em diễn viên nhạc công của đoàn xin được gửi lời tới quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân, quý khách xa gần lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất, chúc buổi lễ thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Các đồng chí lãnh đạo, đại diện cho Ủy ban dân tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban quản lý di tích danh thắng tỉnh Nghệ An. Kính thưa các đồng chí đại biểu, đại diện cho lãnh đạo huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao huyện Diễn Châu. Kính thưa các vị khách quý,
các quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân và du khách xa gần. Trong không khí tưng bừng của nhân dân cả nước đang ra sức thi đua lập nhiều thành tích hướng về kỷ niệm 67 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, tháng hành động đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam. Căn cứ luật di sản văn hóa năm 2009, nghị định số 98/2010 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật di sản văn hóa, thông tư 09/2011 quy định về nội dung hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích lịch sử, thể theo nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân xã Diễn Nguyên và các vùng phụ cận, theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nghệ An. Ngày 16/6/2014, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ký quyết định số 2697 QĐ-UBND về việc công nhận đền đệ nhất xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An là di tích lịch sử cấp tỉnh. Hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu phối hợp Ủy ban nhân dân xã Diễn Nguyên long trọng tổ chức lễ đón nhận bằng di tích lịch sử đền đệ nhất thuộc xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Đây là sự kiện văn hóa tâm linh vô cùng quan trọng, là nét đẹp văn hóa truyền thống thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Sự kiện có ý nghĩa sâu sắc đối với Đảng, chính quyền, nhân dân xã Diễn Nguyên, là nơi các tầng lớp nhân dân và du khách xa gần tưởng nhớ và tri ân đối với các bậc tiền nhân có công với dân, với nước mà lịch sử khắc ghi tại nơi này là Sát Hải Đại Vương Hoàng Tá Thốn và các vị nhân thần. Đây cũng là một sinh hoạt văn hóa tâm linh không thể thiếu được trong đời sống của mỗi con người suốt chiều dài lịch sử của dân tộc. Trình đốn trang phục, trình đốn trang phục xong, nhớ cho cô chào. Tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, phút mặc niệm bắt đầu. Thôi, xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân chúng ta ngồi xuống. Đền gắn liền với nhiều sự kiện lịch sử của địa phương và còn lưu giữ nhiều cổ vật có giá trị phục vụ cho nghiên cứu khoa học. Trong nhiều năm qua, được sự quan tâm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh, đến nay đền đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Tại quyết định số 2697 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ngày 16/6/2014. Hôm nay, Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Diễn Nguyên long trọng tổ chức lễ đón bằng di tích lịch sử đền đệ nhất. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng giới thiệu quý vị đại biểu về dự. Về đại biểu cấp tỉnh, xin trân trọng giới thiệu bà Hoàng Thị Quỳnh Anh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin và Du lịch, ông Đặng Minh Năm, Phó trưởng Ban Quản lý di tích và Danh thắng tỉnh, cùng đại biểu các phòng ban chuyên môn, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Nghệ An đã về tham dự buổi lễ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Về đại biểu cấp huyện, tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Văn Dùng, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo, đồng chí Võ Sĩ Tài, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin, Phó Ban Tổ chức lễ hội đền đệ nhất, cùng các đồng chí lãnh đạo Phòng Văn hóa, Thông tin và các ban ngành cấp huyện
đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Chúng ta nhiệt liệt chào đón các đoàn đại biểu đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã Diễn Đồng, Diễn Thái và Diễn Liên liên quan việc phối thờ các vị thành hoàng tại đền cùng các xã phụ cận, xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, xã Diễn Bình, xã Diễn Quang và các xã bản, các nhà báo quay phim chụp ảnh đưa tin về lễ hội, xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Về đại biểu cấp xã, xin trân trọng giới thiệu đồng chí Ngô Sĩ Hành, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân và các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trường các ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức, chủ nhiệm các hợp tác xã, hiệu trưởng các trường học trong xã, trạm trường y tế, bí thư sáu trường các xóm, con em chiến binh xa quê trên khắp mọi miền đất nước, cùng đông đảo bà con nhân dân trong tòa xã, các vùng phụ cận và quý khách thập phương đã trở về tham dự lễ hội đông đủ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh. Kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể nhân dân, đón nhận di tích lịch sử đền Đệ Nhất, chúng ta càng tự hào hơn về truyền thống quê hương, càng ý thức hơn về trách nhiệm của bản thân mình với những di sản quý báu cần được bảo vệ, kế thừa những nét đẹp văn hóa truyền thống, phát huy những giá trị trong thời đại mới, vừa là trách nhiệm, đồng thời vừa là động lực để cán bộ nhân dân xã Diễn Nguyên không ngừng phấn đấu, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới để quê hương của chúng ta ngày một mạnh giàu. Thay mặt ban tổ chức, tôi xin tuyên bố khai mạc lễ đón đoàn công nhận di tích lịch sử đền Đệ Nhất xã Diễn Nguyên. Xin trân trọng cảm ơn.